eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố để đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tọa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Rồi, chào mừng các bạn đến với Thor Gym quận 7. Hôm nay là thầy giáo Duy Nguyễn sẽ chỉ cho cô học viên xinh xắn này những cái bài tập đầu tiên trên chặng đường nữ gymmer thành công nha các bạn. Và buổi tập hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn em tập nhóm cơ lower body, tức là phần dưới của cơ thể từ rốn tính xuống. Nè, okay. Anh nói cho em nghe nha, cái phần cơ này là một phần cơ cực kỳ quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Tại nó bự, nó gánh vác em ví dụ như em có cái chân rồi xong đi, đúng không? Em không có cái mông thì ai yêu nó, ví dụ vậy. Đó thì cái phần cơ này là phần cơ quan trọng dành cho sự sống. Bên cạnh đó, nó là những phần cơ tạo tôn dáng cho người phụ nữ. Nó sexy, mê ly mà nó đẹp cực kỳ. Nên chúng ta cần phải tập phần cơ này cho thật là tốt. Đó là lý do anh để cái buổi tập lower body nó nằm đầu tiên khi em bước đến phòng gym để trải nghiệm những bài tập Mỹ Đế hai em nha. Phần cơ này nó có đặc điểm nữa là những cái bài tập của nhóm cơ này nó lên máy, lên hình rất là đẹp. Và nó sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả những nữ hot gymmer trên thế giới. Nó tạo những ảnh sống ảo trên Instagram, nó tạo những cái thước video ảo trên TikTok bằng những cái phần cơ lower body. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm phần cơ này. Em muốn điều cao chưa? Muốn rồi. Em muốn rồi. Rồi, khởi động rồi đúng không? Ok. Hồi nãy mới chỉ khởi động rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu buổi tập chính thức ngày hôm nay với chiếc máy Mỹ Đế BBD Leg Press Hack Squat. Ơi, hồi nãy anh quên nói với em là phần cơ lower body nó gồm những cơ quan trọng sau đây. Đây anh sẽ minh họa cho em. Lấy rốn vẽ một vòng tròn, thì cái chỗ rốn vòng tròn nó kêu là cơ co. Cơ co nó gồm có ba cơ chính: cơ lower back là cái cơ lưng dưới, cơ thứ hai là cơ bên hông là cơ bụng xiên đó. Và anh hay dùng thuật ngữ là co là nói bụng xiên, còn bụng là abs đó, cơ bụng đó, cơ bụng này. Rồi phần lâu thì là phần nằm dưới nó, tức là gồm có cơ mông. Cái cơ đằng sau đây là cơ mông, cơ đằng sau mông. Mông á thì nó phải cao lên, nó cao ra đầu tiên, nó phải cao rồi nó bự nữa nó mới đẹp. Chứ mà nó bự mà nó không cao là nó sệ. Rồi cái thứ hai đó là cái cơ hông. Mình sẽ tập hết những cơ sau đây nè. Cơ hông là cơ bên đây, nó bè ra, nó giống như là mấy bạn nữ á, mà ví dụ như mông có mà không có, ta sẽ chụp hình kiểu như nè, hay đứng cái kiểu như này để tôn mông lên nữa, kiểu vậy. Quả táo rồi nó lê rồi nó lên nhìn cho nó ảo ảo vậy đó. Và cái cơ quan trọng nhất, không phải quan trọng nhất mà nó bự thôi, là cơ đùi trước. Cái cơ đùi trước này thì phụ nữ thường thường thì sẽ không có cố gắng tập cho nó bự quá, nhìn nó như cầu hủ vậy đó, đúng không? Nên trong giáo án này sẽ hướng tới phần tập cơ đùi trước nó khỏe và nó săn nha, chứ không có chẻ ách rô ở đây nhìn kỳ lắm. Và cái cơ tiếp theo là cơ đùi sau. Cơ đùi sau là hamstring đó, cơ đùi sau là cơ này nè, cơ ngay đây nè, nhấn vô nó đau là cơ đùi sau. Thì cái cơ này phụ nữ tập nó sẽ, thứ nhất nó đốt mỡ phần này, nó giảm mỡ phần này, nó không có bèo nhèo. Và thứ hai nó săn chắc cái cơ đùi sau, và nó gợn một tí thôi, thì khi mà em mặc đầm mặc váy đó, nó sẽ ở đây đùi nó rất là đẹp. Ba là cơ bắp chuối, cơ này không cần tập bắp chuối, không cần tập functional nữa, nó không lên bắp chuối, chạy bộ nó cũng ok rồi. Nên phụ nữ anh sẽ không thiết kế cơ bắp chuối. Rồi, và đặc biệt nó có một cái cơ bạn ở trong đây, cơ đó mình không thấy được mà nó nằm ở phía trong. Thì khi tập luyện nó sẽ có những bài tập chuyên về cơ bạn để giúp cho cái bạn nó khỏe không, để nhiều khi mình sọt tới sọt lui nó bị chấn thương. Sọt cái sọt như nè, sọt cái đó nó sọt gì đó không bị chấn thương. Dạ em cũng hiểu kiểu đó anh. Ok rồi, đó là những nhóm cơ quan trọng của phần lâu body. Và ngày hôm nay đây là chiếc máy tập khổng lồ của body của nó vậy đó. Nó có tên là BBD Leg Press Hack Squat, thêm bài bá đạo nữa. Thì đây là cái máy này tập được 2-3 bài tập liên tiếp. Và bây giờ sẽ hướng dẫn em tập bài đầu tiên, đó là bài Leg Press
Đó, leg press. Đầu tiên chúng ta chỉnh cái ghế như vậy, đúng rồi. Rồi xong, chân chúng ta đặt ở đây, vị trí rộng hơn vai một tí. Rồi, tay chúng ta cầm ở đây, chỉnh tạ cho nó vừa sức. Rồi chúng ta dùng cái gót, chúng ta đạp mạnh ra. Đó, đạp chân thẳng. Cái vị trí ra là chân thẳng. Khi mà cái chân thẳng em có cảm giác là bắp chuối em nó căng căng là đúng. Bắp chuối em nó sẽ hơi căng. Đó, không có thẳng dày, thẳng dày là khóa khớp. Khóa khớp bắp chuối nó rất là căng, rất là đau. Khóa khớp rất là nguy hiểm. Dày. Ok. Đó. Vô. Rồi, ok. Rồi, cái điều quan trọng muốn nói nữa đó là cái lưng á phải giữ trạng thái lóc, lóc là ưỡn ngực, lóc lưng, ưỡn ngực lóc lưng. Bây giờ tập nó phải có trạng thái lóc, ưỡn ngực và lóc lưng. Dạ. Rồi bây giờ em vô em thực hiện bài này cho anh xem. Rồi, cái lưng ngồi cho chắc vào, ưỡn cái mông, ưỡn cái lưng lên, dẫn cái mông, rồi đạp ra. Đó, chưa đủ thẳng, chân chưa đủ thẳng. Thẳng tí nữa, ok. Rồi, tới đây nè, rồi đúng rồi đó. Đạp ra thẳng tới mức đó nha. Đó. Thở ra, đạp và thở ra. Nè, thở nè. Hít nè, thở nè. Thở, hít. Thở, hít. Thở, hít. Thở, hít. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Rồi, cái cuối vô từ từ. Cái động tác vô bao giờ nó cũng chậm hơn động tác ra một chút. Thu cái chân vô nó phải chậm, ra nó nhanh hơn. Ok. Ra là mình đạp dứt khoát. Đó, dứt khoát cho nó ra. Còn khi vô mình phải giữ là mình control, để mình căng cái cơ này. Để mình thu cái chân vô từ từ. Rồi bây giờ làm cái hoàn chỉnh này rồi. Cái này bỏ, rồi thu vô rồi. Đó, chuẩn bài. Tới đây giữ là một nhịp, bao giờ cũng phải giữ là một nhịp. Xong rồi mình đạp ra. Dạ. Mạnh lên. Ừ. Rồi, thu vô, từ, đúng, chính xác. Rồi, đạp ra. Chuẩn. Rồi, ra nghỉ mệt, uống con trâu vào cao. Đưa, xong một set rồi, ra nghỉ mệt, uống con trâu vào cao. Nghỉ mệt. Tập 3 set, mỗi set 10 rep nha. Máu lửa vô. Vô. Ok. Chưa, lên tạ. 150 nói rồi. 150 bao. Rồi. Chưa, đang đếm rồi nè. Ok. Rồi. 1, 2, 3, vô. 1. 2. 3. 4 5 6 7 thẳng chân nha. 8 9 10 thôi đủ, thu vô từ căng. Rồi giả nó. Rồi ra nghỉ mệt 2 phút nhẹ hẳn hay vừa đúng không? À, anh kéo nữa là nhẹ đó. Rồi vô lên tí nữa đi. BBD leg press 170 pound. Set thứ 2 10 rep. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cố thẳng cái chân nha. 9 10 Vô từ từ. Rồi, tốt. Nghỉ 1 phút. BBD leg press set cuối cùng. 170 pound tập 10. 10 rep, 1, 2, 3, vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tốt, vô từ. Rồi bước ra.
bước ra, bước ra, bước ra, bước ra, bước ra, từ từ massage vài cái đổi bài nha. Rồi, thấy rồi nó cứng không? Cứng, 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 cứng như cái súng vậy đó. Uống sớp, uống sớp, uống sớp, hết đèn bao tiếp, đừng sợ. Okay, anh bà giao lắm. Mấy cái đồ quỷ yêu intra vượt cao của Amidokem này là ngã núi chừng chục lon. Nani? Mà hai liều pha đang chục lon nha. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em bài tập tiếp theo cũng trên cái máy này luôn trong cái ngày tập chân này. Thì dạ, cái bài tập này á, nó đẹp hơn, nó lạ hơn và nó độc hơn. Nói chung chỉ có đây có thôi ạ. À. Đó gọi là bài hack squat với cái máy người đi. Phải bẻ ghế xuống. Đối với những cái phòng gym khác á, thì người ta không trang bị máy hack squat này mà người ta trang bị máy hack squat với tạ đó. Tập khá là nguy hiểm. Dễ, rất là dễ chấn thương. Cái bài hack squat là cái bài nó dễ chấn thương hơn so với bài leg press. Rồi bây giờ cách tập động tác này là nằm vào. Nằm vào nha. Tạ nhẹ hơn nãy chút đi. Tạ 110 thôi. Ok. Rồi. Nằm vào. Nằm nè. Nhìn nó nằm nha. Móc cái chân vô đây nè để ngã từ từ ra. Đó. Đặt vô đây. Ok, chuẩn. Đặt chân càng cao thì nó càng vô mông. Cái bài này em đặt chân càng cao nó càng vô mông với đùi sau, nên thích tập mông đùi sau thì đặt đây. Dạ. Còn vô đây thì nó vô cả đùi trước nữa. Hiểu không? Rồi, chúng ta đạp ra cầm hai cái râu của nó. Cầm hai cái râu của nó đạp bằng gót tiếp. Đạp mạnh ra. Ok. Thẳng chân như vậy nha. Chứ dạ, không có dày như vậy nó chưa đủ có răng. Cái răng là cái quỹ đạo động tác đó, nó phải đủ dài. Đó. Xong rồi ta vô. Vô nè, vô nhìn cái anh lóc cái lưng ở đây nè, không? Cái lưng ở đây bây giờ nó phải lóc hết đó. Đó, anh chọt cái tay vô lọt là lóc lưng á, lóc đi chi để cho cái đùi mình nó căng nhất, cái mông mình nó căng nhất. Rồi mình đạp ra. Dạ. Lên thở ra nè. Nhìn bây giờ anh chỉ hít thở nhìn cái miệng anh nha. Ở đây nè. Đó. Rồi bây giờ em vô tập thử đi. Rồi, tập ra. Đúng, thẳng vậy là đúng nè, rồi. Đúng rồi. Vô, tập ra, rồi, chính xác. Chính xác. Đúng rồi. Rồi thôi được rồi. À, nói cho anh biết đi, nó nhẹ nó nặng. Vừa. Vừa đúng không? Tức là khả năng em sẽ đạp bao nhiêu cái ở cái động mức tạ này? 10 cái. 10 cái là vừa đúng không? Không nhẹ đúng không? Rồi. Giờ đạp ha. Anh rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vô set tập chính thức. Bấm giờ và tính điểm. 1 2 3 vô. Rồi. 2 3, xuống từ từ thôi. 4 5 6 7, xuống chậm chậm thôi. 8, giữ lại, xuống này, xuống phải giữ lại từ từ đó. 9 10. Ok. Đó. Động tác thu cái cơ vô bây giờ nó cũng chậm hơn so với mình đập ra. Okay. Hay nói cách khác là động tác căng cơ nó sẽ chậm hơn ép cơ. Cái cơ đùi của em là cơ này. Đúng không? Cơ đùi của em cơ này khi mà em đạp á, em đạp lên thẳng ra, có phải là cái cơ của em nó đang co lại không? Đúng rồi. Nó co lại thì phải nhanh hơn. Còn khi mà em xuống á, thì có phải là cái cơ đùi em nó giãn đâu? Thì phải từ từ hả? Đúng rồi. Cái cảm giác căng cơ nó phải chậm hơn cảm giác ép cơ. Ok. Rồi chúng ta tiếp tục đến với set thứ hai của bài tập BBD Hack Squat. Và ai vô nha em. Ok. 1 2 3 vô. 1 2 xuống vuông góc, đúng rồi. 3 bắt quân lại, chính xác. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, đủ rồi, thu chân vô từ từ, giữ lại, giữ cái cuối này, cái cuối giữ lại tí cho nó kỷ niệm nè. Đó.
Rồi em bước ra ngoài cho nó thư thoáng thoáng cái đầu óc tí xíu, với phần cho nó relax cơ thể nữa, đừng có nằm trong máy ngoài. Ok. Đi vòng vòng chừng phút, 2 phút sau mình phục hồi, mình đi mình tập tiếp. Nói lại một lần nữa, bài tập này là bài tập rất tốt cho phần mông và phần đùi sau, cả đùi trước nữa. Bài tập này là một cái nét đặc thù, đặc biệt ở Thor Gym, chứ không phải là bài tập phổ thông. Cái bài leg press hồi nãy có thể là phổ thông tại nhiều chỗ nó có, nhưng mà cái bài này là cái bài độc mà nó khó hơn cái bài hồi nãy, nên em phải lãnh hội cái bài này nó kỹ một chút. Ok. Đó, tập mà có vấn đề gì, ví dụ như kêu khớp hay là gì đó thì cứ nói anh biết. Rồi. Rồi vô, 1, 2, 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thu vô từ từ đó, căng cơ là phải từ từ nha. Rồi xong, chúng ta đã khép lại 3 set tập của bài hack squat tại đây. Và bây giờ chuẩn bị anh hướng dẫn em những bài tập khác, thú vị dạ. Không? Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em một bài tập chuyên về mông. Chuyên về mông luôn. Dạ. Đáng lẽ là trên máy BBS Kickback nhưng mà anh bị kẹt tàu chưa về kịp. Chừng tuần 2 tuần nữa nó mới về tới đây. Thì bây giờ anh có bài khác thay thế cho em, nó sexy hơn bài đó nữa. Cũng trên máy này luôn. Máy này chỉ là đa năng lắm nha, đa dụng lắm. Đây, bài tập này có tên là Kickback. Tức là mình đạp cái chân lên sau, tập đùi, bộ lộn tập mông, đạp chân lên sau, tập mông, đạp chân lên sau, tập mông nha. Bài Kickback. Và cách nằm của chúng ta, chỉnh ghế về vị trí leg press. Okay. Rồi. Hơi khó nha. Hai tay cầm đây để chống nè. Rồi. Không, cái chân đặt trên cao đây. Cái ngực, cái phần ức dưới ngực á tì vô đây để mình lấy lực mình đạp mạnh ra. Đó. Đạp thẳng chân ra luôn. Để nó ép cơ mông lại. Khi đạp chân thẳng chân ép cơ mông thì chúng ta thở ra. Thu vô hết giờ. Đó. Mình nhìn qua đây gần chạm tạ nè, giữ lại. Rồi đạp ra. Đạp bằng gót. Thở ra. Giữ lên một chút, ở đây giữ lên một chút. Đó. Bài tập này tương đối sẽ hơi khó tập một chút xíu. Tại đó là cô lập cơ mông, nó tập chuyên về mông thôi. Nên những cái bạn gái nào mà sợ mà tập to mông, nó to luôn đùi á, thì tập mấy bài dạng về nhiều một chút. Bài này hả? Ờ. Tập mấy bài này dạng nhiều một chút, còn mấy cái bài mà đẩy đạp á thì tập ít lại chút. Dạ. Thì nó sẽ hạn chế to đùi và nó tập trung nó to về mông. Ok, thử ha. Rồi nhẹ nhẹ đây, nặng lắm em. Cục thôi em. Cục thôi hả? Cục thôi. Ít. Rồi. Cái chân ở đây nè. Rồi. Đó, đúng rồi đó. Thu vô. Rồi, giữ lại. Đạp. Rồi. Gán đạp bằng cái gót đó. Ok. Ok. Sâu tí nữa nè, rồi. Đạp. Đó, thẳng ra, giữ cái nè. Đó, ngay đây nó mới là vị động tác đúng nha. Thế là mông nó mới cao, nó mới ép vô nhiều. Thẳng chân ra, rồi. Vô lại đi. Ok. Ok, em nhớ nha. Chút xíu anh không có đứng đây thì phải nhớ cái động tác thẳng vậy. Đó. Ok chưa? Ok. Rồi vô. Khi vô em ráng liếc mắt á phía trong tạ, cho tạ nó gần chạm vào. Đó, gần chạm vào, giữ lại xong rồi đạp ra. Yeah. Rồi. Rồi ok. Yên tâm đi. Bây giờ tập thật, khi tập thật á thì sẽ có anh hỗ trợ. Okay. Không lo. Còn bây giờ anh đang chỉ em để cho em nắm động tác, em đổi qua chân kia đạp vài cái cho nó quen đi. Rồi xong mình vô tập thật. Đó, nó khá nặng chứ không đùa đâu. Nặng lắm. Nặng chứ. Bài này khó mà, bài này đáng lẽ là anh dạy nhảy lớp á. Chứ tại vì bị kẹt tàu thôi. Kẹt tàu cái máy đập mông chưa về. Thế hả?
nên phải chỉ qua bài này, mốt mà qua giáo án hai, qua giáo án thứ hai á thì mình tập lại bài đập mông. Đó. Ok. 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 Em nhón là cái làm tập bóc chuối luôn rồi đó. Tập được nhiều bài lắm. Cái mũi chân mà nhón là tập bóc chuối luôn rồi đó. Rồi, thôi. Được rồi. Bây giờ chúng ta uống yên trao một cao để vô chuẩn bị quẩy nè. Bài này chúng ta chỉ cần tập 2 set thôi. 2 set tức là mỗi bên là tính một set, mỗi bên hai bên một set. Là 4 đó. Không ạ. Ờ đúng rồi. Cách hiểu của em là 4 nhưng mà cách hiểu chuyên môn là tập 2 set, mỗi set 10 rep. Ok. Chuẩn bị nha. Sẵn sàng chưa? Rồi, ok. 1 2 3, dứt. Rồi, giữ lại. Anh đừng có keo quá. Cái đầu thôi. Rồi. Rồi. 1. Đừng hạn chế nhón chân nhiều quá. Tức là cái chỗ này nè. Rồi, tập đi. Đó, đúng rồi, cái chân để yên đi. Rồi, hạn chế nhón, cái nhón nhẹ nhẹ thì được, đừng nhón nhiều quá. Rồi. Mấy cái rồi ta? 5 cái không? Rồi. 7. 8. 9. 10. Rồi, ok. Vô từ từ. Vô từ từ nè, vô từ từ. Em ngẩng đầu lên gì cũng được, không sao. Em nghĩ là thế này nó dễ đập hơn hay sao? 10 đủ rồi, thả vô, thả vô, thả vô. Rồi, thả vô, thả vô, thả vô. Rồi, đổi chân em. Đổi chân. 1. Anh rồi, kéo. Cái đầu thôi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Rồi thu từ từ nè. Từ từ nè, từ từ nè, từ từ nè, từ từ nè, từ từ. Vô. Chậm trên mức cho phép rồi. Ok. Nhưng mà tí. Tiếp tục. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vô, từ từ. Rồi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok rồi. Tạm biệt BBD Let's Press Hack Squat. Ok, tốt. Đổ mồ hôi rồi đó. Rồi bây giờ do cái máy chính của anh về tập mông thì nó còn kẹt tàu, nó chưa có về được nên anh sẽ tiếp tục hướng dẫn em một bài tập bá đạo để bỏ túi. Bài tập này anh chế nha. Trên mạng tập cũng nhiều lắm bạn. Rồi em tháo giày ra. Bài tập này chúng ta tháo giày ra. Bài tập này có tên là, mới đặt tên gì giờ nữa. Cái máy này có tên là Assistant Chin Up. Với Chin Up với gì? Với Deep. Thì tên dài quá. Nhưng mà cái cơ chế tập bài này nó có tên là Glute Push. Glute là cái mông á. Glute Push. Nha. Rồi vậy nè.
Ok. Đó, đứng vị trí này, dùng cái gót đạp xuống. Cái gót nha, tập cái gót thì nó vô mông, mà đạp cái bàn chân thì nó vô đùi luôn á. Đó. Đó. Dạ. Không, xuống tới vị trí này. Rồi, lên. Căng cho nó vuông. Nó vuông cái chân này, nó căng vô sau với cái mông ra. Cái người chồm nhẹ ra phía trước một tí. Ok. Chồm nhẹ hoặc không chồm nhẹ thì dánh cái lưng. Đó, đạp xuống. Nè, thở. Bài này cũng là bài cô lập cơ mông, nhưng mà nó vô một phần đùi nữa. Nè, gót. Rồi, xong. Chúng ta thực hiện mỗi bên 10 rep. Okay. Xong chúng ta đổi chân. Nha. Có em có thể cầm trên đây nếu em cao, hoặc cầm dưới tùy. Rồi. Giống bị bắt làm tù binh quá ha. Bị bắt làm tù binh. Rồi, ok. Anh thấy dưới bức tạ này anh đạp cũng hơi nặng nặng rồi đó. Em chắc phải nhẹ hơn. Em chắc nhẹ hơn chút. Ok. Tháo giày thôi em. Em giọng nguyên cái giày lên là tiêu cái máy luôn em. Ồ. Rồi, cái này là như ta 20kg. Ok. Gót nha. Rồi. Rồi, xuống đây dễ rồi. Rồi, ok. Lên cao nhất có thể. Chờm chờm người lên trước. Ờ. Cho ta tập trung mông nhiều hơn. Ok. Yeah. Đó. Rồi, được rồi đó. Em đổ qua này đi, em tập đúng rồi đó. Đổi bên, đổi bên. Rồi. 1 2 Tập cái này 3 gọi là dáng bao đẹp luôn. 4 cao luôn. 5 chân mà không dài là không lấy tiền á. 6 7 8 Rồi thôi được rồi. Tập mẫu vậy thôi. Giờ chúng ta vô tập thiệt này, chắc phải lên tạ chứ ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lên giữ chậm chậm nè, lên giữ chậm chậm nè. Đó. Giữ vị trí căng này, chờ người trước tí. Ờ, giữ cho nó căng ra nha. Rồi 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 căng 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 căng. Rồi ráng. Ráng lên, ráng lên. Ok. Đổi chân. Rồi, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Rồi lên từ từ nè. Kiềm lại, lên vị trí cao nhất, giữ lại. Giữ giữ từ từ nè, giữ 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 chút nữa, giữ 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 luôn, giữ 1 2 3 4 5 Thả ra. Rồi. Hai bạn. 1 2 Đó, tầm 70 đã nè anh. 3 4 5 Em đang tập 47kg đó. 6 Một chân luôn. 7 Ghê ghê, mạnh dữ ta. 8 9 10 Nè, cái giữ quan trọng nè, lên giữ nè. Lên, nó căng hay giữ, nó chưa căng đừng giữ. Đây, tới đây giữ được rồi đó. Ráng theo nó, ráng được, ráng lên, cho nó căng cái đùi ra. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 Tốt. Đổi chân, nó mới căng cơ mông với cái đùi ra được. Rồi, vô. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10. Rồi giữ nè. Giữ. Đừng buông bỏ, giữ. Ăn tiền khúc này. Đúng rồi, ăn tiền khúc này đó, giữ. Rồi, vô. Rồi. Xong rồi đúng không? Xong, xuống đây gặp vài cái đi, xong chục khúc cái bài giờ. Thôi, xuống đây gặp. Gặp vài cái. Gặp gì thôi à? Cho nó thư giãn cái đùi ra. Ok. Ai sao đâu? Đâu chứ. Trời đất ơi, tập buổi này bằng 10 buổi tập á. Trời ơi, có thầy mà. Có thầy tập quá khác hả? Không phải thầy này muốn dạy, ai muốn học thầy này là học đâu. Thôi giỡn hoài. Phải ai thầy muốn dạy? Chính xác. Không, là một người PT ngoài biết tập ra thì phải có khiếu sư phạm nữa. Phải nắm bắt được gọi là học viên của mình đang như thế nào. Rồi mình phải thả mình tập trung với học viên này nọ kia. Chứ bình thường em tập tới giờ này em xích cặp đi về rồi. Chứ buồn quá, chán quá, tập gì nữa. Không có động lực anh. Rồi, về qua bây giờ anh sẽ chỉ em tiếp tục một cặp bài trùng của cơ đùi. Nó làm cho giảm mỡ đùi, săn chắc đùi và cũng mông đùi, nói chung là ngày hôm nay là mông đùi hết. Dạ. Đó, nha. Qua bên kia leg press đi, leg press với wrong leg curl. Đi giày vô. Ừ. À, rồi bây giờ anh sẽ chỉ em một bài tập chuyên về đùi trước. Chuyên về đùi trước. Nó có tên là leg extension. Thì bây giờ chúng ta vô chúng ta tập máy leg extension này á, là một cái cơ chế nó gọi là cô lập đùi trước. Phụ nữ á, nên tập vừa thôi, đừng tập nặng quá. Tập nặng quá nó bự đùi luôn. Còn nếu mà chúng ta tập nhẹ á, tập vừa đó thì nó làm săn chắc đùi trước. Đùi trước em nó sẽ giảm mỡ và nó săn chắc. Nha. Bây giờ chúng ta chỉnh cái trục ghế. À, cái này nè. Để chỉnh ra vô ghế thôi. Cái mục đích đích á là cho cái đùi gối này nè, nó phải ngay vị trí của cái này. Dạ. Đó. Cái ghế vừa vặn rồi, ví dụ như ghế chưa vừa thì ngã đằng sau hoặc là lên. Đó, cái tay nè. Đẩy ra bật cái chỉnh. Không? Xong rồi khi chỉnh về vị trí vừa rồi thả ra, tự nó vô. Đó. Rồi. Chúng ta đá lên. Thẳng chân. Dạ. Vị trí thẳng chân nè. Nó làm cho giảm mỡ đùi trước, không trai thì nó cứ cục cục chứ đó, gái không có đâu. Gái không có cục. Khi xuống á là tạ nó gần chạm vào. Đúng không? Hai tay chúng ta cầm ở đây. Chúng ta đá, chúng ta thở ra. Nè. Đó, nhớ lên là vị trí là phải thẳng chân. Dạ. Rồi, xuống. Rồi như vậy thôi. Bài tập này rất tốt cho đùi luôn, nó không thể nào thiếu trong buổi tập đùi. Em tập nhẹ nhẹ thôi. Em vô đá thử hai cục đi. Em vô đá thử hai cục bình thường em kìa. Ghế cho lên tí, đúng rồi. Tay cầm. Đúng rồi. Chính xác. Rồi. Thở ra. Nè, chạm tay anh nè. Đó. 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 Rồi, ok, đúng. Rồi giờ nhẹ không? Không. Vừa hả? Vậy vừa dính luôn hả? Vậy vừa đó hả? Vừa thôi, không mày. Vô. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giữ lại nha. Rồi ráng đi, khi nào mà không nổi được thả xuống. Nè, cứng căng. Cứng đờ luôn rồi. Ừ, rồi. Không nổi thả xuống, rồi thôi thả xuống. Rồi ok. Bước ra tí, bước vào. Less attention, set thứ 2, 10 rep, bắt đầu. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 đứng lại. Rồi, giữ cho tao lúc không nổi nữa thả xuống. Rồi, tốt. Đã đến chân còn quá. Một set đó thôi đó. Let extension 10 rep. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giữ 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 giữ. Giữ, đuối thả ra. À, đuối lắm. Rồi, đuối thả ra. Trời ơi, nhức quá trời. Rồi xong rồi đi ra ngoài đi vòng vòng đi. Tốt. Chuẩn bị giờ chúng ta qua mày, bài tiếp theo. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em một cái bài tập mông đùi trên cái máy Front Leg Curl. Thì cái bài này á là tập đùi sau nha. Chuyên về đùi sau, giảm mỡ đùi sau, nhắc đùi sau, to mông nữa. Đó, tất cả những bài tập hôm nay rất là sexy và đặc biệt cái máy này á ở Thor Gym á tập rất là ăn cơ, rất là ok, chữ động mượt mà cực kỳ luôn, nằm lên phê à. Đó, mà đây là một cái bài tập mà gọi là khi mà anh tập bài này á, cái động tác nó sẽ rất là đẹp, rất là sexy, nên sẽ có nhiều người ta sẽ tới đây người ta hỏi: ủa chị tập lâu chưa, đẹp giả? Hoặc là ồ em tập chuẩn thiệt đồ các kiểu. Còn ý đồ sao thì anh không biết nha. Hỏi vậy. Rồi, đầu tiên là chỉnh tạ vừa phải. Rồi, cái chỗ này để chỉnh cho vừa cái chân nè. Vừa cái chân là sao? Tức là khi mà chúng ta nằm á, đây, cái đùi chúng ta nằm đây nè. Nhớ nè, vị trí này nó phải áp vô đây. Ok. Đó, vị trí này nè, nó áp vô đây nó mới đúng. Rồi, cứ thế rồi úp. Cái chân vừa hay chưa? Vừa là cái chân mình á, nó sẽ vừa vặn với cái này, chứ nó không có bị lố chân, nó cũng bị hụt chân. Dạ. Đó, như anh vậy là vừa. Rồi, nằm xuống. Hai tay cầm đây. Mặt thì nằm úp cũng được, ngửa cũng được, không quan trọng. Rồi, giờ chúng ta nè. Chúng ta căng cái chân ra, chúng ta móc lên. Thở, đồng thời thở ra. Móc lên sao cho cái bát đó nó gần chạm vào cái mông. Ok. Thả ra từ từ. Căng, giữ lại. Thở ra. Đó, mình sẽ nhớ cái điểm thả của mình. Ví dụ như anh tập tới đây là nhớ điểm thả tới đây, sẽ giữ lại. Ok. Đó, xuống bước ra. Rồi, em vô tập thử đi. Nó bị hụt chân thấy không? Dạ, chân em ngắn hơn chân anh mà. Chỉnh một tí, chỉnh một tí rồi được chưa? Được rồi. Rồi. Chính xác. Giữ lại em. Rồi, thả ra. Bao giờ có động tác vô ra phải có điểm giữ hết. Giữ lại, đó. Rồi, nặng hay nhẹ em? Nặng. Nặng hả? Nặng. Nặng hả? Nặng nhẹ lại. Nặng. Rồi. Rồi, vừa chưa? Rồi, ok. Rồi, nếu mà vừa chúng ta bước vào set tập đầu tiên luôn. Nằm đó đi, bước vào set tập đầu tiên luôn. Rồi, tập đi em. 1, 2, 3, móc. 1 2 3 4 thả ra chậm chậm thôi. 5 thả ra chậm chậm thôi. Đúng rồi. 6 7 8 9 10. Giữ lại, giữ lại vị trí này. Rồi xong, thả ra từ 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 cái cuối giờ từ 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 kìm hãm nó lại, hãm nó lại, hãm nó, đừng thả nó. Rồi, ok, tốt. Off set. Ra nghỉ mệt đi em. Nè, chuẩn bị nha. Dính vô. 1, 2, 3. Rồi, tốt. 2, từ từ thôi. Không cần gấp. 3, thả ra. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cái cuối giữ nè. 10.
giữ rồi giữ thả rồi giữ 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 rồi thả đi giữ giữ lâu quá nó đau lắm rồi thả 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 được rồi đó rồi rồi xuống đi trước khi qua qua cái cuối anh chỉ cho một cái tiếp nhỏ nè trời nó đau 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 nè không cái kéo lên á kéo lên á là mông nè à, chứ không phải nằm vậy không nó chưa đủ nằm vậy không nó nằm vậy không nó vô đùi nhiều nó cái mông mình á kéo lên á lóc cái lưng lại chịu đúng không lóc cái lưng để cho cái mông nó nhổng lên á giữ lời à, vô mông nhiều hơn set cuối cùng 10 cái cuối cùng thôi cố lên buổi tập này bằng 10 buổi tập khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok lên giữ rồi thả đi ok thả không phải là cái bài nó nặng mà cách của anh hướng dẫn em làm cho nó nặng anh bắt em giữ anh bắt em thả này nó rất là nặng đó tức là anh đang hướng dẫn em để tập có cái hiệu quả cơ bắp tốt nhất chứ không phải là vô cái máy này mà bổ vô bổ củi thì nó sẽ không có hiệu quả đó. Nên nó sẽ hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với người ta không có biết những cái động tác đó và không có người truyền lửa cho em rồi tốt em đã hoàn thành rất tốt ở bài tập leg press ủa lộn xin lỗi các em leg extension và leg curl bây giờ chúng ta qua bài cặp bài trùm của mông tiếp và trước mặt anh với em là chiếc máy mà kiểu như là trong phòng gym là chị em phụ nữ giành nhau kinh khủng luôn đàn ông cũng giành nữa nên đó là lý do là anh nhập về hai máy chứ một máy là kiểu như quá tải á qua phòng anh khỏi giành đúng không đúng rồi cái máy tập này có tên là Inner Outer Thigh thì cái máy tập này nó sẽ tập cô lập rất tốt cái phần cơ bẹn hồi nãy anh nói cơ bẹn kêu là đùi trong và cơ đùi ngoài nhưng mà thật ra là cái cơ bẹn trong đây và cơ hông phía ngoài thì bây giờ mình sẽ tập cơ bẹn trước như phụ nữ các em thì tập bài này với đàn ông tụi anh hạn chế sao vậy nói chung là gì có những cái nhóm cơ nó phụ thuộc vào giới tính nữa không giống như đùi thì tụi anh tập đùng đùng luôn to sao đâu gái tập to kỳ đây đây hai chân để vị trí này bàn chân để như vậy nghe không dạ. Tay cầm đây hoặc là tay để đây đều được dạ. Rồi tay cầm đây cho nó đúng tác nguyên mẫu rồi chúng ta ép vào chúng ta thở ra đó dạ. Ok còn nếu mà muốn dài hơn thì thả là canh cái tạ nó gần chạm vô nè ép vô canh cái tạ nó gần chạm nè ok đó còn cái cây giống bên đây cây dần vàng bên đây nè là em dùng em kéo lên nè cách chỉnh cây dần vàng này rất là nhiều khách hàng không biết chỉnh nha là kéo lên xong rồi dùng cái chân điều khiển ok đó ví dụ như cho ra cái lỗ dài nhất đó rồi ép vô nếu mà nặng quá thì chồm người một tí xíu cũng được đó, nó khá là dễ tập ok rồi khi mà chúng ta ra chúng ta kéo cái dàn vàng lên chúng ta chỉnh cái ghế vào rồi để chúng ta ra ok đó, rồi bây giờ anh thử đi rồi ép vào rồi thở ra ép vô là thở ra nha chính xác nên giữ một nhịp em đang có thói quen á là em cứ làm dèo nè em vô nè giữ lại rồi xong rồi mới ra rồi giữ lại tiếp nè cái trong và cái ngoài đều giữ hết đó rồi đúng rồi đó nặng không vừa đúng không vừa thì thôi em tập đúng rồi em tập thật luôn đi bắt đầu đếm nè 4 5 6 7 8 9 10 giữ
cúi giữ. Giữ đuối thả ra từ từ. Giữ đuối thì thả ra từ từ. Còn nếu mà nó chưa đuối chút lên tạ nha, chứ không phải là giữ 3-4 phút luôn nha. Đó, rồi, ok, một set, còn 2 set nữa. Rồi, inner thigh, set thứ 2, 10 rep bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, giữ. Đó, cái cuối bao giờ cũng phải làm thủ tục giữ hết á. Tốt. Ok. Nhẹ quá, lên cục đi. 1, 2, 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, giữ. Giữ rồi. Thả ra theo cảm nhận của em đi. Từ rồi, ok, tốt. Trời má đâu? Đi vòng vòng đi, ra đi vòng vòng. Còn có một bài nữa thôi à. Chúng ta đã lót đinh 99% rồi các bạn. À, chúng ta cùng nhau đến với cái bài tập tạ cuối cùng của ngày hôm nay trên một cái máy cũng cực kỳ quan trọng luôn. Đó là tập hông và mông. Hông và mông luôn. Yeah. Cái bài này chuyên hông và mông. Nó không to đùi miếng nào luôn. Những cái bài kia nó còn to chút chút. Bài nó không to miếng nào luôn. Đó nên bạn nào mà thích tập to mông với hông á là vô dành cái máy này cái tới chỉ luôn. Bởi cái máy này là cứ như dành lộn ghê lắm. Bên mình tân là thôi, cãi lộn có ngày. Bên đấy có một máy hả? Một đúng rồi. Lộn nha. Đó. Cái tập rất là đơn giản, nó ngược với bài hồi nãy. Bài này có tên là Outer Thigh. Bài này là da đúng không? Ừ. Bài kia là vô. Để hai cái bát như vậy. Thường thường á, động tác chuẩn là sao là cầm như vậy. Nhưng mà cầm như vậy không tập nặng nổi. Ừ. Nó sẽ rất là nặng. Đó. Nên anh sẽ vịn đùi gối. Không? Cũng ra ngoài cũng giữ một cái. Vô từ từ. Nó sẽ rất là đau phần này. Đau lắm. Rất đau mà rất đã. Rất vô. Còn nếu mà tập nhẹ đó, em chọt giùm anh mấy cục nhẹ đi. Động tác nó sẽ cực kỳ là duyên dáng luôn. Rồi, cái tập chuẩn nhà sản xuất khuyến cáo là làm dài với điều kiện tập tạ nhẹ nha. Đó. Rồi, tất nhiên cái gì nó không có giá của nó. Cái bài này tập nặng thì nó mới to mông vậy không được. Còn tập nhẹ là ví dụ như tập mình tới quen động tác thôi. Vậy thì bây giờ em cứ tập đúng sức của em. Đúng sức của em tập sau được 10 cái thì em tập. Dạ. Rồi, bây giờ vô test của lần tạ đi. Nó như đó nặng chưa? Nó sẽ rất là đau ở phần này. Phải đau phần này mới đúng nha. Nhẹ hay nặng? Thêm một cục nữa được. Em chọc cho em cục nữa đi. Cho nó bá cháy bò chết. Rồi vô tập thiệt nha. Okay. Dễ mà. Rồi vô nè. Nào. 1, 2, 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Ok. Ồ, đau hai bên này giữ luôn. Đau chứ. Báo cho em một tin buồn là tập này tao bốn set rồi. Bốn set tại bài này nó quan trọng lắm nên phải bố trí nhiều set. Bài này là do mông hả? Rồi mông và hông luôn. Cả phần hông ngoài đây và cả mông phía sau. 1 vô. 1, 2, 3 2 3 4 5 6 7
8 9 10 giữ. Giữ. Rồi, cứ theo sức của mình mà thả vô từ từ. Rồi, em cứ theo sức của em đi, em thả vô từ từ nha. Rồi, lên tạ. Lên tạ chứ. Ok. Vô, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giữ. Giữ. Giữ, giữ. Rồi theo sức của mình mà thả vô đi. Ok, tốt. Ok, lên tạ. Lên 61kg. Ghê vậy. Lên 61kg. 1, 2, 3, vô. 2 3 4 5 6 7 8 9 Giỡn. Hết nổi rồi ba ơi. Ok. Cái cuối đó các bạn, rất tốt. Mà thấy là sức của em á có thể tập nặng nữa. Thế hả? Bây giờ mình nhá một cái đi, chơi hết sức đi rồi 4-5 cái cũng được. Rồi, 108. uống vô đi, được. Để coi anh làm cho bạn coi nè. Được, uống hàng vô. Mình phải vô hàng mới được. Vô hàng chơi 108 luôn nè. Anh phụ em một cái nha. Rồi. Một cái thôi. Nè, vô nha các bạn. Vô nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Đó. Nè, không đụng nha. Nè. Không đụng nha. Không đụng nha. Đó. Yeah. Ok, phê. Rồi giữ. Giữ. Rồi thằng kia phê xuống mình thả rồi. 5 cái à. Thì thôi. 81kg đó. 81kg6 đó, các bạn thử đi. Đó. Full cây là em sẽ được 2 cái đấy đúng không? À, và bây giờ là cái buổi tập đầu tiên trên phần tập tạ sẽ được khép lại. Chuyển sang cardio, xông hơi và massage nha các bạn. Ok. Bye bye mọi người. Rồi, sao rồi? Tập chân chắc giờ đùi nó cứng nhắc rồi phải không? Cứng anh, đó. Cứng đơ luôn rồi, đi không có nổi luôn rồi. Rồi giờ, bây giờ chúng ta thực hiện tiếp là một cái bài tập 10 phút trên cái máy cardio để cho giúp phục hồi cơ thể. Cái cơ thể của em nó về để phục hồi tốt hơn và nhóm cơ nó đỡ đau nhất hơn. Nó hấp thu protein dinh dưỡng tốt hơn để cho cái buổi tập luyện cho em nó trở nên nó hoàn hảo hơn. Đó, không nên bỏ qua cái khoảng 10 phút cuối buổi này. Cardio nhẹ thôi cũng được. Nhẹ thôi không cần phải nặng, nhưng mà phải có để cho cơ thể mình nó phục hồi. Và đó, nó trong lúc nó phục hồi thì nó sẽ đốt luôn mỡ thừa của em. Mỡ thừa của em nha. Rồi cái thiết bị cardio tốt nhất cho cái buổi tập chân ngày hôm nay là cái máy elliptical. Không nên chạy bộ ngày hôm nay. Dạ. Không nên, tại vì cái đùi của em nó đã quá tải rồi. Em chạy bộ nó sẽ không nổi nữa. Thì cái cardio có thể áp dụng á là gồm có máy elliptical là một nè. Cái chèo thuyền là hai nè, cái rowing á, và cái thứ ba là đạp xe. Né ăn chạy bộ ra là ok. Dạ. Né ăn chạy bộ chứ né ăn leo cầu thang ra. Hai thằng đó hôm nay chơi không nổi đâu. Hai thằng đó mình để dành cho ngày upper body mình sẽ chơi nha. Còn bây giờ thì anh sẽ chỉnh em chỉ cho một cái chế độ H2IT đây trên cái máy này. H2IT của ngày tập cardio cuối buổi nó khác so với H2IT của ngày chuyên cardio. Cái ngày chuyên cardio anh sẽ chỉnh cho em level nó cao hơn, còn ngày hôm nay là mình tập để mình phục hồi cho nên level nó thấp hơn. Em cứ leo đi anh chỉnh cho. Vừa thôi, nè, đây nó có chương trình nè, H2IT đúng không? Đây, H2IT. Ok. Chưa, nè, màn hình đầu tiên H2IT. Xong rồi tuổi cứ đại, nhập mỗi tay quá. Thời gian 10 phút nha. Ok. Cái tuổi là cái tuổi, cái cân nặng mình không cần phải quan tâm, mình chỉnh cũng được nhưng mà nó mỗi tay lắm. Dạ. Nó mình lụi luôn. Mắc level. Ngày hôm nay á thì nhẹ thôi, chắc vẫn mắc level chừng 7-8 thôi. 7 thôi nha. Mắc level 7 thôi. Rồi xong rồi. Rồi em tập. Ok. Không cần, star nó ra rồi. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Còn anh sẽ tập trung với em luôn. Okay.
Sài Gòn hoa lệ anh không chọn ra đi, ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền, duy nguyên khắc tên trong thời kỳ đổi mới, tứ trụ BBT ngạo khi một đời, building là hiện thực nào phải bài thơ, 4 năm hoàn công với tốc độ không ngờ, cao ốc chọc trời xua tan đi truyền thông, chiếm đất rừng xây độc nhất rơi chim mơ. Lung linh đẳng cấp như tứ giác kim cương, tòa lạc uy nghi trên lãnh thổ quê hương, đông tây đôi xứng ta mang gươm mở cõi, nam bắc hợp về ta khép nghiệp đế vương, ý chí chim mơ như chất thép kiên cường, vững bước tiên phong trên bước đường quê hương, BBT bùi giáo thời thiêng liêng, ngọn cờ đầu mang đẳng cấp dẫn riêng, bằng tất cả tiềm năng tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu phan thân thương, định nghĩa trường tôn khai niềm chim và súp chữ nhất đời chim, bằng tôn nghiêm phải vậy, dòng máu Nam, dòng máu là không bị bi tin tuyên thề, xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng Việt Nam. Rồi cardio cũng đã khép lại nha các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục uống thực phẩm bổ sung sau tập boss workout. Thôi mệt không? Mệt. Mà thì giờ mới là giây phút tận hưởng sự sung sướng đây. Boss hoặc cao. Này. Nào, lean body for her nha. Cứ sao tập và sao tập làm nhẹ gói hai gói ta. Thôi đây làm gói thôi, gói thôi về nhà làm thêm gói nữa nha. Okay. Thấy không? Get lean burn fat. Get lean là gì? Là giúp cho em săn chắc lại. Burn fat là đốt mỡ thừa. Hàng hơi bị đỉnh. Mốt chắc em nhập mấy cái loại uống vào đây bỏ tủ lạnh uống cho nó tiện. Tủ lạnh đâu anh? Mua. Mắc chút thôi mà anh tiện. Được rồi, rồi. Đừng có rót nhiều. À. Quên. Đừng rót nhiều nước các bạn. Quên. Vừa thôi. Còn anh á thì anh đói quá rồi, anh phải chơi hai muỗng này. Đói quá rồi. Cái loại này rẻ hơn em rồi đó. Yeah. Ừ. Thiệt hả? Thiệt. Chéo. Loại này có 1 triệu mấy nha. Gói em 50-60 ngàn rồi đó. Nó chơi thôi chứ cô nữ rẻ hơn. Mấy chục không nhớ nhưng mà đại loại là rẻ hơn. Nam mới 50-60. Trời, đổ đầy nước luôn. Không, anh uống nước nhiều mà. Yeah. Wow. Uống cái này xong rồi lên xông hơi đi anh, massage cho đùi cho. Cái này là chương trình đặc biệt, nói chung là chỉ có quay video mới có thôi. Bình thường là không đúng không? Bình thường là không chứ, ai mẹ dẫn khách vô phòng xông hơi massage ông nội. Oánh cho, chết rồi. Đuổi luôn chứ oánh gì. Vô. Vô. Nhiều nước quá mà. Ngon. Hết chưa? Thực sự quá. Còn mà. Không uống tí thì xong hơi xong uống tiếp. À quên, bật xong hơi ngoại giùm anh đi mấy em. Quận 7 mình có phòng xong hơi ngoại VIP mà. Trời ơi, bật lên phục vụ khách hàng chú đáo vô. Không. Rồi
Xin giới thiệu với em, đây là phòng song phơi hồng ngoại của phòng ăn là thiết kế dành riêng cho những bạn nền, đây là toilet nữ nha các bạn. Các bạn xem video đây là cái phần đặc biệt nằm trong video, thực tế không bao giờ có cảnh này nha các bạn, không áp dụng dưới mọi hình thức, cho dù bạn là bộ vợ chồng trong phòng riêng mà không có quyền mà dẫn gái đi vô trong cái phòng hồng ngoại để mình xung phơi chung nha, không có. Nhớ đây là trong video đặc biệt thôi, không áp dụng dưới mọi hình thức. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.